Xin chào các bạn, hôm nay tôi sẽ đi demo cho các bạn là một cái ứng dụng CRUD, tức là thêm xóa sửa cập nhật với lại React. Và tôi sẽ sử dụng các tính năng mới của thằng React là React Hook để làm cái ứng dụng này. Thì nếu mà các bạn nào chưa biết về React Hook á, thì các bạn hãy vô cái trang legacy.react.org và các bạn dùng doc này, rồi các bạn dùng một hook này, rồi các bạn đọc cái bài Introducing Hook này. Thì hook thì nó là một tập hợp các function mà sẽ cho phép chúng ta làm việc được với lại tay và các tính năng của React mà không cần phải viết code ở dưới dạng class component. Thì hôm nay tôi sẽ đi demo cho các bạn làm một cái ứng dụng thêm xóa sửa cập nhật và sử dụng các tính năng mới của React là React Hook để làm cái ứng dụng này. Thì chẳng hạn ở trong cái folder sửa code này, thì bây giờ chẳng hạn tôi sẽ mở cái terminal lên và sau đó tôi sẽ đi init một cái project mới này. Chẳng hạn như tôi sẽ có lệnh ra React app. Rồi theo là cái tên project của tôi, chẳng hạn như tôi sẽ có cái project là demo CRUD React Hook chẳng hạn. Đó thì tôi sẽ tạo ra một cái project gọi là demo này, cái trang CRUD này, cái trang React này, cái trang Hook này. Rồi theo tôi sẽ nhấn Enter để nó init cái project cho tôi này. Rồi, nó đã init được cái project xong cho tôi này. Thì bây giờ chẳng hạn như tôi sẽ đi mở cái VS Code lên và sau đó là tôi sẽ tạo cái project của tôi lên này. Rồi, tôi sẽ đi open cái folder chứa source code của tôi lên này. Thì tôi sẽ mở cái project là demo CRUD React Hook này. Rồi, thì tôi đã mở được cái project của tôi lên này. Thì bây giờ tôi sẽ mở một cái terminal mới này. Rồi theo thì tôi sẽ có lệnh gen tạt để tạt ứng dụng của tôi lên này. Rồi cái ứng dụng của tôi thì bây giờ nó đã tạt lên được bình thường này. Rồi theo tôi sẽ đi chỉnh sửa lại cái trang giao diện cái ứng dụng này này. Thì tôi sẽ mở cái file app.js lên và tôi sẽ đi chỉnh sửa nó lại này. Cái phần header này tôi sẽ xóa đi này. Rồi theo chẳng hạn tôi sẽ có cái test là h1 chẳng hạn. Thì chẳng hạn như là tôi sẽ có cái test là đồ đất với nước mặt chẳng hạn. Rồi theo tôi sẽ nick vào say này. Rồi tiếp theo là tôi nên chỉnh duyệt thì bây giờ nó sau lên cho tôi là cái test product bên mặt thôi này. Rồi tiếp theo thì tôi sẽ đi demo cho bạn sau lên một cái nick danh sách sản phẩm ở cái phần giữa này. Rồi sau đó là tôi sẽ đi demo cho bạn tạo ra một cái form gọi là form add product ở trên này. Thì tôi sẽ đi demo cho bạn là sau lên cái data này. Rồi sau đó tôi sẽ đi demo cho bạn làm cái chức năng add một cái sản phẩm mới do cái nick danh sách data ở bên dưới cái table này. Rồi theo quay lại số code này thì tôi sẽ đi demo cho bạn như sau. Thì chẳng hạn như là chỗ này tôi sẽ tạo ra một cái component gọi là product nick component chẳng hạn. Thì ở trong cái folder src thì tôi sẽ tạo ra một cái folder nữa là folder component. Rồi trong folder component thì tôi sẽ tạo ra một cái file gọi là file product nick.jx này. Và tôi sẽ đi tạo ra một cái function component thì tôi sẽ có tắt là rsf này, rồi tôi nhấn enter để nó generate cho tôi cái function product nick này. Thì khi tôi gõ phím tắt rsf và tôi nhấn enter thì nó sẽ generate ra được cái component cho tôi. Thì các bạn cần phải cài đặt một cái extension react code snippet. Thì các bạn cần phải cài đặt cái extension react js code snippet này rồi. Thì các bạn cài đặt cái extension React Code Snippet rồi sau đó thì các bạn có cái phím tắt là rsf rồi các bạn nhấn enter thì nó sẽ generate ra được cho các bạn cái function của một lần như vậy. Rồi tiếp theo thì ở trong cái product nick của một lần thì tôi sẽ có một cái table để mà show lên cái data. Thì cái chỗ thẻ div này thì bây giờ tôi sẽ update lại thành là cái thẻ table. Và tôi sẽ có ở trên cái phần drop này thì tôi sẽ có một cái drop gọi là drop product app. Thì ở bên cái file app.js này thì cái trong cái component product nick này thì tôi cần phải truyền cho nó một cái drop là rsf này. Thì cái danh sách sản phẩm này thì tạm thời thì tôi sẽ tạo ra một cái danh sách data mock này. Thì tôi sẽ có một cái data mock như sau. Thì
Thì chẳng hạn như tôi sẽ có cái mảng gọi là init.js như vậy này. Thì tôi sẽ copy cái mảng này vô trong cái source code này. Đây ở trong cái file app này thì tôi sẽ có một cái mảng gọi là init.js như vậy, và tôi sẽ truyền cái init.js vô trong cái product nick component này. Tôi sẽ truyền vô cái doc là product s này. Và tôi sẽ import cái product nick vô này. Rồi theo tôi sẽ nick vô size này. Rồi theo này quay lại cái product nick này. Thì bây giờ tôi sẽ đi hướng dẫn các bạn sau đây cái danh sách sản phẩm ở trong cái function product nick này. Thì tôi sẽ có cái table này. Rồi tiếp theo tôi sẽ có cái thẻ th này. Rồi tiếp theo thì tôi sẽ có cái thẻ tr này. Rồi tiếp theo thì tôi sẽ có các thẻ như td này. Thì cái phần th này thì nó là cái phần column header của một cái table này. Thì tôi sẽ có các column như là id này. Rồi theo tôi sẽ có cái column là name này. Rồi theo là tôi sẽ có cái column là right này. Rồi theo là tôi sẽ có cái column là content này. Rồi theo tôi sẽ có cái column là status này. Rồi theo thì cái tôi thêm cho nó một cái column nữa là cái column action này. Rồi theo thì bên dưới cái thẻ th thì tôi sẽ có cái thẻ tbody. Rồi bên trong cái thẻ tbody thì tôi sẽ đi nạp các link danh sách đồ đất truyền vào trong cái drop này. Thì tôi sẽ có cái đồ đất s và tôi sẽ gọi hàm chấm .map này để nó nạp này. Thì tôi sẽ nạp qua các danh sách đồ đất này. Rồi theo thì tôi sẽ có thêm cái tham số thứ hai là tham số index này. Rồi theo thì tôi sẽ cố pháp là tôi có dấu mũi tên này, và theo tôi sẽ mở đóng ngoặc nhọn này. Rồi ở trong này tôi sẽ return về một cái thẻ tr. Tôi sẽ có cái thẻ tr này. Thì với mỗi thẻ tr thì tôi sẽ thêm cho nó một cái drop là cái key này. Thì tôi sẽ bằng cái product.id. Rồi theo thì bên trong nó thì tôi sẽ có thẻ td. Thì ứng với thẻ td thứ nhất thì tôi sẽ đi câu giá trị cho cái id này. Thì tôi sẽ copy ở chỗ này. Đó, thì tôi sẽ show lên cái ID ở chỗ này. Rồi theo là tôi sẽ show lên cái name này. Thì tôi sẽ có cái product.name này. Rồi theo là tôi sẽ show lên cái giá. Thì tôi sẽ có cái product.write này. Rồi theo là cái content. Tôi sẽ có cái product.content này. Rồi theo là cái status. Thì tôi sẽ có cái product.status này. Rồi cái thẻ td cuối cùng thì là cái cột tương ứng với cái cột action. Thì tôi sẽ có mấy cái button như là delete hay là video hay update gì đó. Thì cái phần này thì tôi sẽ hướng dẫn các bạn sau. Tạm thời tôi sẽ để cái thẻ td này một cái content rỗng như vậy. Rồi theo tôi sẽ nick vô size này. Rồi theo tôi nên lại trình duyệt này. Đó thì bây giờ cái table của tôi nó show lên như vậy. Thì cái table nó show lên chưa có đẹp lắm. Thì giờ tôi sẽ thêm cho nó một số cái style để trông nó đẹp hơn. Thì tôi sẽ cho nó cái cell padding này. Thì tôi sẽ cho là 2 này. Tiếp theo là tôi sẽ có cái cell spacing này, tôi cũng cho là 2 này. Tiếp theo là tôi sẽ cho nó cái border này, border tôi sẽ cho là 1 này. Rồi theo tôi đi cho size này. Rồi theo quay lại cái file app.js này. Thì đây thì tôi có cái class là bằng app này. Thì tôi sẽ đi viết chỉ tay lại cho cái class bằng app này. Tôi sẽ mở cái file app.js lên này. Ở chỗ này tôi sẽ cho nó cái margin này. Thì margin top bottom thì tôi sẽ cho là auto này. Rồi margin left right thì tôi sẽ cho 100 pixel này. Rồi theo tôi đi cho size này. Rồi theo tôi nên lại trình duyệt này. Đó thì bây giờ các bạn thấy là cái table của tôi thì nó sâu nên cũng tương đối là đẹp rồi này. Rồi ở cái chỗ cái status này, cái inactive chẳng hạn tôi chỉnh sửa lại này. Cái data chỗ inactive tôi sửa chỗ này thành hình án thôi này. Rồi theo tôi đi cho save này. Rồi theo tôi sẽ đi demo cho các bạn tạo ra một cái form gọi là form product. Thì tôi sẽ đi tạo ra một cái form để mà người dùng có thể nhập dữ liệu. Sau đó thì sau khi nhập dữ liệu thì người dùng nick vô cái button add ấy, thì nó sẽ add data và sau đó thì nó sẽ đi cập nhật lại cái nick danh sách ở dưới cái table này. Thì tôi sẽ quay lại source code này. Thì ở chỗ này tôi sẽ có một cái component gọi là add product form chẳng hạn. Rồi tôi sẽ có thẻ br để nó cách ra này. Rồi theo tôi sẽ đi tạo ra cái command add product form này. Thì quay lại folder command thì tôi sẽ tạo ra một cái file là add product form.gx này. Rồi tiếp theo thì tôi sẽ công tắc là rsf, rồi tôi nhấn enter để nó tạo ra cái function command cho tôi này. Thì bây giờ tôi sẽ đi tạo ra một cái form này. Thì tôi cái thẻ div này tôi sẽ sửa lại thành là cái thẻ form này.
Rồi tiếp theo thì tôi sẽ có một cái table đi. Tôi sẽ tạo ra cái table này. Tiếp theo tôi sẽ có các thẻ như là TR này. Rồi tiếp theo thì tôi sẽ có các thẻ TD. Rồi theo thì ở trong cái thẻ TD này tôi sẽ có một cái content là name này. Rồi theo cái thẻ TD bên dưới này tôi sẽ có một cái thẻ input ở bên trong này. Và cái thẻ input này tôi sẽ cho nó cái type bằng test này. Rồi theo tôi sẽ cho nó cái value. Value tôi sẽ tạm thời tôi sẽ để bằng một cái chuỗi rỗng này. Đó thì tương tự thì tôi sẽ copy cái chỗ cái thẻ TR này xuống cho các field còn lại như là cái field right này, content này, status này. Đây, cái dòng thứ hai là ứng với cái field là right này. Right thì cái type của cái thẻ input thì tôi sẽ sửa lại thành là cái number. Rồi tiếp theo là cái content. Rồi cuối cùng là cái status. Rồi theo thì tôi sẽ có thêm cái thẻ TR và tôi sẽ có thêm cái thẻ T rỗng này. Rồi theo thì ở chỗ này tôi sẽ có một cái trong cái thẻ TD này tôi sẽ có một cái button add thì tôi sẽ tạo ra một cái button này. Và tôi sẽ cho nó cái type bằng button. Rồi theo tôi đi cho save này. Rồi theo quay lại cái file app.js thì tôi sẽ import cái component là add product form vô này. Thì các bạn nhớ là import cái component add product form vô này. Rồi theo tôi đi cho save này. Rồi theo tôi nên lại trình duyệt này. Đó thì bây giờ các bạn thấy là nó show lên cho tôi một cái form add product form như vậy. Thì tôi chỉ tạo ra một cái trang giao diện đơn giản như vậy thôi. Rồi theo thì tôi sẽ đi demo cho các bạn xử lý để mà nhận được cái content ở trong cái form này. Thì khi người dùng người ta nhập cho cái content rồi sau đó thì người dùng người ta nick cho add thì chúng ta sẽ đi thực hiện update lại cái nick danh sách ở bên dưới này. Thì tôi sẽ sử dụng các tính năng của đằng đĩa hook như là tôi sẽ sử dụng một số cái hook như là hook tay này. Thì tôi sẽ đi demo cho bạn như sau. Thì quay lại cái app product form này. Thì đối với các field như là name, right, content, status này thì cái phần mấy cái value này thì tôi sẽ đi sử dụng một cái biến tay để mà xử lý cho mấy cái value của mấy cái thẻ input này. Thì chẳng hạn như bây giờ tôi sẽ có một cái biến tay là name chẳng hạn. Rồi theo là có cái hàm gọi là set name này. Và tôi sẽ sử dụng cái hook view tay này. Và ban đầu thì tôi sẽ gán cho nó một cái giá trị là cái chuỗi rỗng như vậy. Và cái chỗ value này thì bây giờ tôi sẽ update lại cái giá trị cho nó là bằng cái giá trị của cái biến tay là cái biến name này. Rồi tiếp theo thì tương tự với mấy cái line content status thì tôi sẽ copy chỗ này và tôi sẽ đi chỉnh sửa này. Cái biến thứ hai là biến line này. Rồi tiếp theo tôi sẽ có hàm là set line này. Rồi theo là content này. Và tôi sẽ có cái hàm là set content này. Rồi cuối cùng là cái status này. Và tôi sẽ có cái hàm set status này. Đó để mà xử lý và tương tác được với mấy cái thẻ input này này. Thì tôi cần phải tạo ra các biến tay như là name, right, content, status này. Đó để mà xử lý được với nó. Và tôi sẽ truyền mấy cái biến tay của nó cho như vậy. Rồi theo thì đối với cái button add này này thì bây giờ tôi sẽ thêm cho nó một cái sự kiện gọi là onNick này. Thì trong cái sự kiện onNick này thì tôi sẽ gọi đến cái hàm gọi là handle add product này. Thì bây giờ tôi sẽ đi tạo ra cái hàm gọi là handle add product. Thì qua lại trên này thì tôi sẽ tạo ra cái hàm handle add product như sau. Thì để test xem cái hàm này có work hay không thì chẳng hạn như bây giờ tôi sẽ anner này này. Chẳng hạn tôi sẽ anner này này cái chữ là test chẳng hạn. Rồi theo tôi nick cho say này. Rồi theo quay lại trình duyệt thì chẳng hạn như tôi nick cho cái button add này. Thì nó đã anner lên cho tôi cái chữ test như vậy. Tức là cái hàm add này nó đã work rồi này. Rồi theo tôi sẽ đi tiếp tục hướng dẫn các bạn xử lý cho mấy cái thẻ input này. Thì khi người dùng người ta nhập data vô trong cái form cho mấy cái thẻ input như là cho mấy cái field như name, right, content, status
thì chúng ta cần phải set lại cái value cho mấy cái biến tay như là cái biến name, right, content, status này. Đó, thì tôi sẽ đi demo cho bạn sau. Thì đối với mấy cái thẻ input này, để mà thực hiện xử lý cái phần mà người dùng người ta nhập dữ liệu cho, thì tôi sẽ có cái hàm gọi là hàm on-chain. Rồi trong cái hàm on-chain này tôi sẽ có một cái arrow version này, thì tôi sẽ gọi cái hàm mà set name để mà set lại giá trị cho cái biến name này. Thì tôi sẽ truyền cho nó là cái event này, chấm target này, chấm value này. Rồi theo thì chẳng hạn như để test được cái hàm set name này nó có update lại được cái giá trị cho cái biến name này hay không á, thì chẳng hạn như là chỗ anner này, bây giờ chẳng hạn là tôi thử anner lên thử cái giá trị của cái biến name chẳng hạn. Tôi sẽ chuyển biến name vô trong này như vậy. Rồi theo tôi nick cho say này. Rồi theo tôi sẽ quay lại trình duyệt này. Rồi bây giờ chẳng hạn như là tôi sẽ nhập giá trị cho cái biến name là chẳng hạn như là abc này. Rồi tôi nick cho button add này. Thì tôi chưa thấy nó sâu lên này. À, cái này do tôi đang sử dụng sai này, thì tôi cần phải viết code nó như sau. Thì chỗ này thì tôi cần phải sử dụng cái dấu rectic này. Chẳng hạn như tôi sẽ có cái test này. Rồi theo thì tôi sẽ có cái dấu dona này. Tiếp theo là tôi sẽ mở đóng ngoặc nhọn này và tôi sẽ chuyển vô cái biến name như vậy thì nó mới sâu được cái giá trị cho cái biến name này. Rồi theo tôi nick cho say này. Rồi theo quay lại trình duyệt chẳng hạn, tôi nick cho cái button add này. Đó thì bây giờ các bạn thấy là nó sâu lên được cái test và cái giá trị abc là cái giá trị của cái biến name rồi này. Đó. Đó thì tương tự thì tôi cũng có cái hàm on chain cho mấy cái thẻ input khác này. Rồi theo thì chỗ này thì tôi sẽ có cái hàm gọi là set right. Rồi theo là cái content thì tôi sẽ có cái hàm gọi cái hàm set content ở đây. Rồi theo là cái status thì tôi sẽ có hàm on chain này, và chỗ này tôi sẽ gọi cái hàm set status ở đây. Rồi theo tôi sẽ giải thích thêm cho các bạn về cái phần xử lý sự kiện on chain ở chỗ này. Thì đối với thẻ input ấy, thì chúng ta sẽ gọi cái hàm on-chain, và để mà update được cái giá trị thì chúng ta sẽ gọi hàm set name, và trong hàm set name thì chúng ta sẽ truyền vào cái event này. Tiếp theo là chấm target này, chấm value này. Rồi theo tôi sẽ giải thích cho các bạn về cái tham số event chấm target chấm value này. Thì cái event này tức là khi cái event on-chain này được gọi thì chúng ta sẽ lấy ra cái event. Rồi theo chấm target, chấm target để lấy ra cái đối tượng là cái thẻ input này. Tiếp theo thì tôi sẽ chấm value để mà lấy ra được cái giá trị là cái giá trị của cái thuộc tính value ở đây. Đó là cái giá trị của cái biến tay, là cái biến name này. Thì ngoài ra thì nếu mà cái phần on chain này của các bạn này, nếu mà các bạn có nhiều cái xử lý phức tạp khác nhau á, thì các bạn nên tách cái phần xử lý của bạn này ra một cái function riêng. Thì chẳng hạn như chỗ này thì bây giờ chẳng hạn như các bạn thể tách ra một cái function riêng như sau. Chẳng hạn như chỗ này các bạn có cái hàm là handle chain name chẳng hạn. Và tôi sẽ truyền vô cái hàm handle chain name này một cái event. Rồi theo thì chẳng hạn như ở bên trên này thì các bạn có thể tạo ra cái hàm gọi là handle chain name ở trên này. Và theo thì chẳng hạn như các bạn sẽ gọi cái hàm set name của các bạn ở đây như vậy. Đó thì nếu mà cái hàm on chain của các bạn, nếu mà các bạn có nhiều cái logic xử lý phức tạp á, thì các bạn nên tách ra một cái hàm gọi là handle chain name như vậy. Thì còn trong cái ứng dụng của tôi thì tôi chỉ cần xử lý đơn giản thôi, thì tôi sẽ sử dụng cái syntax đơn giản như vậy thôi. Đó, thì chẳng hạn như tôi sẽ thì bây giờ tôi sẽ divert lại cái code của tôi lại như cũ như vậy thôi. Rồi theo chẳng hạn như tôi nick cho say này. Rồi theo cái chỗ anner test này thì bây giờ tôi sẽ bỏ đi này. Tiếp theo tôi sẽ đi hướng dẫn cho bạn xử lý cho cái hàm handle add product. Thì khi người dùng người ta nick cho cái phần button add này thì chúng ta cần phải xử lý để mà truyền cái data ngược lên lại cái file app.js này để mà cập nhật lại cái nick danh sách init product ở đây. Thì để làm được điều này thì chúng ta cần phải sử dụng một cái kỹ thuật gọi là nipping tayup. Thì cái kỹ thuật này thì các bạn cứ hiểu đơn giản là một cái kỹ thuật để mà đưa được cái trạng thái từ cái công lần con lên cái công lần cha. Trong trường hợp này thì chúng ta có cái công lần con là add product form này, thì chúng ta cần phải truyền được cái data từ cái add product form lên cái công lần cha để cập nhật lại cái trạng thái cho cái biến init product add ở đây. Thì tôi sẽ cần truyền xuống cái thằng con một cái function, và ở thằng con á thì nó sẽ gọi cái function này, và sau đó thì nó sẽ gọi ngược lên thằng cha và nó sẽ cập nhật lại cái data ở trên cái thằng cha.
Thì chẳng hạn như chỗ này tôi sẽ có cái drop là add new product. Và tôi sẽ bằng với lại cái hàm gọi là add new product. Thì bây giờ tôi sẽ đi tạo ra cái hàm add new product này. Thì trong cái hàm add new product á, thì tôi sẽ truyền cho nó một cái tham số là product này. Và tạm thời bây giờ tôi sẽ để cái hàm này như vậy. Tiếp theo thì tôi sẽ xuống cái add product form này. Và ở chỗ drop này thì bây giờ tôi sẽ có một cái drop add new product. Là cái drop mà tôi đã truyền vô trong này như vậy. Đó, thì cái drop này là một cái drop dạng function này. Rồi theo thì ở trong cái hàm handle add product này. Thì tôi sẽ gọi cái hàm add new product như sau. Thì tôi sẽ gọi cái hàm add new product này. Tiếp theo thì tôi sẽ truyền cái data vô cái hàm add new product này. Là truyền vô cái đối tượng product vô trong cái hàm add product này. Cái đối tượng product thì đầu tiên tôi sẽ có ID này, ID tôi sẽ bằng cái hàm map và tôi sẽ random ra một cái số nào đó. Tôi sẽ gọi hàm map này, chấm floor này. Rồi theo là map này và tôi sẽ chấm random này. Rồi theo thì tôi sẽ nhân với 100 này. Đó thì tôi sẽ generate ra một cái ID ngẫu nhiên này. Rồi theo là cái name này. Thì cái name thì tôi sẽ set cái giá trị cho nó bằng cái biến name của cái tay name như vậy này. Rồi theo tương tự là mấy cái range này. Tôi sẽ set giá trị bằng cái range này. Rồi theo là content này. Thì tôi set giá trị là bằng cái content này. Rồi theo là status này. Rồi theo là tôi sẽ có cái set giá trị là bằng cái status này. Rồi theo tôi đi cho size này. Rồi tiếp theo quay lại cái file app.js này. Thì chẳng hạn như bây giờ tôi test thử xem là cái đối tượng product truyền vào nó có show lên được mấy cái giá trị như là ID game hay không. Thì chẳng hạn như tôi sẽ console ra này. Tôi sẽ gọi console.log này. Rồi chẳng hạn như tôi sẽ console là test. Tôi sẽ gọi product và chẳng hạn như tôi in ra cái name chẳng hạn. Chẳng hạn như tôi sẽ có cái test name này. Rồi theo tôi nick cho size này. Rồi theo quay lại trình duyệt này. Chẳng hạn là tôi sẽ refresh này. Rồi theo tôi sẽ impact cái trình duyệt này. Rồi tôi sẽ vô cái tab console này. Tôi sẽ near console này. Rồi theo chẳng hạn như tôi sẽ nhập cho một cái name là ABC này. Rồi theo tôi nick cho add này. Đó thì nó show ra được cái dòng doc là test name ABC này. Đó là tức là cái hàm add new product này thì nó đã nhận được cái giá trị là cái product truyền vào rồi này. Rồi tiếp theo tôi sẽ đi hướng dẫn cho bạn xử lý cho cái hàm add new product này. Thì cái hàm add new product này thì bây giờ tôi cần phải xử lý để mà cập nhật lại cái nick danh sách init product add này. Thì cái nick danh sách init product add này thì tôi cần phải gán cho nó một cái biến tay này. Thì tôi sẽ đi gán lại cho nó bằng cái biến tay như sau. Thì tôi sẽ con này. Product add này. Tiếp theo tôi sẽ có cái set product add này. À, tôi sẽ gán cho nó bằng cái hook gọi là hook diu tay này. Và cái hook diu tay thì tôi sẽ truyền cái init product add vô đây này. Thì cái hook diu tay này thì tôi gán cho nó cái init product add. Thì cái biến product add thì bây giờ nó sẽ có cái giá trị init bằng cái init product add này. Và tôi sẽ truyền cái init product add vô trong cái drop là product add ở đây này. Của cái command product nick này. Đó, rồi theo chẳng hạn như tôi nick vô say này. Đó thì nên lại trình duyệt thì các bạn thấy là cái phần table danh sách product nó vẫn sâu lại như cũ này. Rồi theo thì khi nick vô cái button add ấy, thì cái hàm add new product này nó sẽ được gọi và tôi sẽ đi xử lý như sau. Thì tôi sẽ gọi cái hàm set product add này. Thì tôi sẽ đi thực hiện put cái product vô trong cái product add như sau. Thì tôi sẽ gọi hàm set product add này. Rồi theo thì tôi sẽ có cái cú pháp là cái mảng rồi dấu ba chấm này. Tiếp theo tôi sẽ có cái product add này. Rồi theo thì tôi có sẽ có đối tượng product này. Thì cái đối tượng product này là cái new product này mà truyền vào từ cái câu lần add product form này. Rồi theo tôi sẽ nick cho size này. Thì cái cú pháp ở chỗ này này, chấm chấm như vậy tức là tôi đang nôn cái mảng product add ra này. Rồi theo tôi sẽ put cái đối tượng product vô trong cái mảng product add này. Và tôi sẽ gọi hàm set product add để mà cập nhật lại cái tay cho cái nick danh sách product này. Rồi theo tôi nên lại trình duyệt này. Rồi theo bây giờ chẳng hạn như tôi sẽ add cho một cái sản phẩm nào đó chẳng hạn. Chẳng hạn như tôi sẽ có cái iPhone 15 này.
Rồi theo là tôi sẽ có cái giá này. Rồi theo là cái content là iPhone 15 content chẳng hạn. Rồi theo thì cái status chẳng hạn thì tôi sẽ có cái status là new chẳng hạn. Rồi theo tôi nick vô button add này. Đó thì bây giờ các bạn thấy là cái nick danh sách sản phẩm ở bên dưới này thì nó show cho tôi một cái sản phẩm mới như vậy này. Rồi ngoài ra thì khi nick cho cái button add này này. Sau khi nick cho button add thì chúng ta cần phải đi thực hiện near data này này. Thì tôi sẽ đi xử lý như sau. Thì quay lại cái add product form có một lần này. Thì ở chỗ này tôi chỉ cần phải set lại giá trị cho một cái biến name right content status này. Thì tôi sẽ gọi cái hàm set name này để set lại giá trị cho cái biến name này. Thì tôi sẽ set lại cho nó là cái chuỗi rỗng này. Rồi theo là set right này. Rồi theo là set content này. Rồi theo là set status này. Rồi theo tôi sẽ nick cho size này. Rồi theo tôi nên lại trình duyệt này. Chẳng hạn như bây giờ tôi sẽ insert cho một cái sản phẩm mới chẳng hạn. Rồi chẳng hạn như bây giờ tôi nick cho cái button add này. Đó, vậy thì bây giờ các bạn thấy là cái form của tôi bây giờ nó đã near lại cái content rồi này. Đó, thì như vậy hôm nay tôi đã demo cho các bạn làm được một phần cái ứng dụng thêm xóa sửa cập nhật. Thì tôi đã hướng dẫn cho bạn làm mấy chức năng như là read đọc dữ liệu, sâu dữ liệu đây này. Tiếp theo là làm cái chức năng insert vào cái dữ liệu nào đó này. Thì hôm nay thì cái video nó cũng tương đối dài rồi. Thì tôi xin tạm dừng cái video dẫn của tôi tại đây. Và buổi tiếp theo thì tôi sẽ đi hướng dẫn các bạn tiếp tục làm cái đồ test này. Thì tôi sẽ đi hướng dẫn các bạn làm mấy chức năng như là delete hay update gì đó. Thì tôi sẽ đi hướng dẫn các bạn ở cái buổi tiếp theo. Thì ngoài ra thì ở trong cái video này thì tôi đã giải thích cho các bạn một số cái khái niệm như là knitting tay up này. Thì nếu mà các bạn nào muốn tìm hiểu sâu hơn về cái kỹ thuật knitting tay up thì các bạn thể tham gia vào cái khóa học React chuyên sâu của tôi. Thì trong khóa học React chuyên sâu này thì tôi sẽ có một cái bài gọi là knitting tay up này. Kỹ thuật knitting tay up là kỹ thuật về gọi là nâng cái trạng thái từ cái cộng lần con lên cái cộng lần cha. Thì các bạn thể tham gia vào cái khóa học này của tôi. Ngoài ra thì trong cái khóa học này của tôi thì nó còn có rất là nhiều cái nội dung nâng cao khác như là về React Hook này. Đó, thì các bạn thể tham gia vào cái khóa học này của tôi để học các kiến thức nâng cao khác. Thì hôm nay tôi xin tạm dừng video hướng dẫn của tôi tại đây. Hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo.